giờ gọi là mình vừa mới dậy buổi sớm. Lai quán lẩu tối hôm qua rất là bình yên, nghe tiếng chim hót ha. Ở đây mọi người đang ngồi cà phê nè. Anh Hải đang ngắm mặt trời mọc hả anh? Trời ơi, mới sáng, buổi sáng mới mặt trời mọc đây. Ở đây view rất là dễ thương ha. Ngay hay trung tâm có được cái view này là rất là đã. Đây lâu rồi mới ghé lại đây. Lạ quá, lúc trước hình như có mấy cái cây gì ở đây nè. Bạn đã đốn hôm sau rồi. Thì được, là nó không có che cái tầm nhìn và nó thoáng thông thoáng cái view rồi. Ở đây là một cái cụm vừa là homestay và ngay bên dưới nè. Ở homestay, bên đây là có quán cà phê luôn. Và ở phía trong là có quán lẩu nhớ. Quán cà phê này là quán cà phê nhà leo cây. Và ở bên đây là homestay HP. Rồi, đó, homestay HP là nằm ngay dưới đây. Thì có 3-4 phòng gì đó ở dưới đây. Thì chung một chủ luôn, cả nhà. Vào trong đây là có một khu như vậy. Thì bạn chủ là bạn Hậu á. Quán lẩu thì tên là lẩu nhớ ha. Địa chỉ là số 10 Khe Xanh ha. Bây giờ mình sẽ vô trong này, mình xem cái quán cà phê. Đây là tiệm cà phê Bakery. Đó, tiệm cà phê. Đây có các loại thức uống à. Cà phê Arabica, cao cao, trà hoa cúc. Nghe nói trà hoa cúc ở đây là cũng ngon lắm á. Đây quán cà phê nhà trên cây nè. Có con chó, chó ơi, con chó dễ thương không? Hãy để những latte muộn phiền và quốc dép ở ngoài. Để giày dép ngoài nha. Rồi, ở đây là mình có cái đèn piano luôn ta. Đây có menu nước không nè. Đó, ở nhà leo cây. Menu nước. Tại vì chủ ở đây Hậu là họa sĩ á, nên là đi coi rất là dễ thương ha. Ủa, mình chưa mở đèn hả anh? Mình kiếm cái không tắt đèn hả? Mình đến sớm quá. Đó, Hậu mở. Này. Cà phê đá thôi. Ok. Ở đây cà phê là cà phê organic luôn. Ở dưới trồng cà phê, chủ nhà trồng cà phê ở dưới. Xong rồi làm cà phê để pha cho khách luôn. Hồi nhỏ anh một xíu anh biết máy này nè. Rồi sau này lúc mà đi học anh có học máy này. Bao nhiêu năm mà chưa may, nhưng mà sau này mò là may được. Em không biết mày. Dễ thương, hay để chụp hình dễ thương. Cái này là các bạn cà phê được luôn nè. Em cái ghế này em đóng ở dưới chỗ mình hả? Ừ. Anh Hải cũng đâu tự đóng mấy cái ghế em nhẹ trong đất thôi hè. Dễ thương, nhẹ nhàng. Chưa học thợ mộc ngày nào nhưng mà cũng biết đóng được mấy ghế như này. Mà ghế của anh là hàng limited phiên bản đóng đủ kiểu đó, cái ghế kiểu chứ không đóng một kiểu. Sốc vậy. Ủa, cái máy cassette này cũ rồi nè. Ừ. Để dán ký này coi. Máy ngày xưa nữa nè. Chim gì cái mấy cái chanh này chắc Hậu dẻo quá. Bạn này họa sĩ. Hậu là họa sĩ á. Rồi, ủa đây cái ô cửa sổ này ngắm view cho được. Đẹp ha, còn rất đẹp quá. Cửa sổ này cũng ngắm view. Chắc nghe ra cái đó thì cái tự phân chia ông chủ à, ông chủ luôn. Có nghĩa là em bỏ cà phê ở dưới, em bỏ cà phê ở dưới đây, xong rồi cái em đổ nước đây, xong rồi mình bỏ lên trên bếp ga luôn, rồi mình đun luôn, là nó sẽ nó cái hơi nước nó sẽ ra đây nè. Đó. Nó bình thường thôi nhưng mà nhìn nó chất là được. Cái cây vững rất là xa trái nha. Trời. Đây có bánh xanh đá nha. Này cà phê mới Arabica rang nó tới 3 cấp độ luôn, ví dụ như là chế biến nữa, có nghĩa là như vậy cái hạt chính, sau đó là mình đem xuống là bắt đầu mình bỏ vô, nó hái từ trên cây á, là mình bỏ vào trong một cái máy ở dưới đây, em có cái máy để sẵn dưới là mình sẽ đánh ra cái nhân, xong đó mình sẽ ngâm vô trong nước